Báo cáo quý vị, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại xã Hùng Xuyên, huyện Đoan Hùng, xã Hùng Xuyên thuộc huyện Đoan Hùng, có mặt tại gia đình nhà bác Hội. Thì hôm nay chúng tôi có đến và bàn giao cho gia đình bác là một cái bộ sập thờ, sập ngồi, đây, bộ đồ thờ đây, bằng chất liệu gỗ vụ Lào. Thì buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có lắp đặt xong, thì chúng tôi cũng quay lại một cái video clip làm kỷ niệm. Đây, trước mắt quý khách hàng đây là bác Hội. Hôm trước là bác cũng đã đến xưởng và xem mộc, duyệt cái mộc của sản phẩm rồi. Hôm nay chúng tôi là hoàn thiện lên, bàn giao, kê kích, lắp đặt cho gia đình rồi. Thì quay lại video clip ngắn đây. Trước mắt quý khách hàng là bộ sập thờ này, đằng trước này là bộ sập ngồi. Cái bộ sập ngồi này thì có kích thước là 1m6 x 2m, sử dụng chất liệu gỗ vụ Lào và đục chạm theo mẫu là sập thập điểu quật mai. Phía bên trên là chiếc sập thờ cũng đục chạm theo mẫu mai điểu. Đây, tổng thành bộ sản phẩm đây quý vị ạ. Đây, phòng khách. Bên phía bên trên là có bộ đồ thờ, ngai, hạc, rồi thì đài, nến. Đó. Thì tôi sẽ quay chi tiết hơn cho mọi người. Để quay gần cho mọi người xem được chi tiết của cái bộ sập. Đây là bộ sập thập điểu quần mai và chúng tôi đục chạm thủ công là 100% là chạm thủ công bằng tay. Toàn bộ cái đường nét, họa tiết, rồi những cái bông hoa hay là những chú chim của tôi được chạm khắc thủ công bằng tay, và kênh bong quý vị nhé, hai lớp. Đó. Sản phẩm thì đã hoàn thiện BU rồi. Bên phải hình ảnh quý vị là hình ảnh anh là con trai của bác Hội. Đây hình ảnh chiếc sập thờ đây. Được hoàn thiện rất là kỹ nét theo yêu cầu của gia đình. Thì hôm nay chúng tôi cũng có bàn giao gia đình. Gia đình cũng rất là ưng ý và hài lòng với sản phẩm. Quý khách hàng nào có nhu cầu thì hãy liên hệ theo cơ sở đồ gỗ Tùng Tám theo thông tin trên màn hình nhé. Hiện tại là buổi sáng của ngày 6 tháng 10 năm 2021. Bộ sản phẩm chúng tôi đang lắp đặt là cho gia đình nhà bác Hội tại xã Hùng Xuyên, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube của đồ gỗ Tùng Tám. Chúc mọi người một ngày mới tốt lành.